Thưa quý khách, có phải quý khách là đại quý trường không ạ? À, chính tôi đây. Có người đợi quý khách. Dạ xin mời quý khách ạ. À, cảm ơn. Dạ mời quý khách ạ. Chào đại quý. Xin chào. Đại quý tìm quán này có dễ không? Tôi không biết quán nào khác để gặp đại quý. Nó mượn đỡ quán này của một thằng bạn. Ở đây có kín đáo không? À, tôi nghĩ là tốt mà. Mời anh ngồi. À, anh uống rượu này được chứ? Ok. Hóa ra hai anh em mình cùng gu đó. Vậy mới kết nghĩa anh em được chứ. Mời anh. Mời. À, anh điện cho tôi gấp vậy, có chuyện gì không? À, thằng Tài đàn em của tôi bị công an quận tới nhà bắt đi rồi. Hồi nào? Mới hồi sáng này. Họ vừa giải đi là tôi điện cho anh liền. Bây giờ làm sao đây anh? Tôi không biết phải gỡ bằng cách nào nữa. Anh yên tâm đi, tôi đã có cách để giải quyết vụ rắc rối này rồi. Anh đừng nóng. Nóng là không việc hết. Nó đã phạm pháp rành rành, không thể xóa tội được đâu. Để thư nạc danh, lụ đạn, khủng bố người khác, giá chót cũng phải gỡ lịch vài năm. Đúng là nóng nảy tai hại thiệt. Mà tôi có bị ảnh hưởng gì không anh? Trước mắt anh nên để cho nó nghỉ giải lao một thời gian cái đã. Tôi sẽ từ từ đưa cho nó ra, mà chắc chắn sẽ không ảnh hưởng tới anh. Nếu được vậy thì tôi cảm ơn anh. Mời anh. Mời anh. À, tôi lại có việc này làm phiền tới anh Ngọc nữa rồi. Anh có việc gì cần thì anh cứ nói. Cái gì tôi lo được cho anh, tôi làm hết mình. Nhưng mà chuyện gì vậy anh? Bà xã tôi đó mà. Hồi bữa giờ đi xe đạp đón thằng của Tân đi học, tự nhiên bây giờ lại nổi hứng đòi chiếc xe tay ga. Tôi cũng hết biết bả luôn. Đó là chuyện nhỏ thôi. Anh hỏi chị thích màu gì? Chiều nay xe sẽ đến nhà anh chị. À, thôi, anh em kết nghĩa với nhau làm gì mà gấp gáp dữ vậy? Từ từ đã. Tánh tôi thì không thích rề rà, đánh nhanh rút lẹ là phương châm của tôi mà. Mời anh. Vậy thì cảm ơn anh trước. Anh đến thăm em vui quá. Anh cho nhiều vậy, em ăn gì hết? Không phải cho mày không đâu. Đem vô trong kia chia cho anh em ăn cho vui. Dạ, em hiểu. Có ai thẩm vấn mày chưa? Dạ chưa. Tốt. Nghe nè, ai hỏi gì mày cũng không thấy, không nghe, không biết, kể cả bị đánh. Dạ. Ra ngoài tao lo, biết chưa? Dạ, em hiểu. Ừ, tốt. Được rồi, tao về nha. Sao, chuyện gì? Nói bác sĩ tâm lý nghe coi. Ừ, thú thật, chuyện này Xuân Khánh không biết phải hỏi ai hết. Trong nhà thì không biết hỏi ai. Bạn bè trong cơ quan thì là
mối quan hệ chính là công tác, không có nói được chuyện riêng tư như vậy. Cho nên á, gặp Ngọc Lan mình mừng lắm. À, Ngọc Lan quan hệ rộng, hiểu biết xã hội phong phú, và có kinh nghiệm bản thân. Ngon vậy thôi, chứ không phải vậy đâu nha. Gì chứ hả? Ba cái chuyện tình yêu phức tạp lắm, khó mà gỡ rối tơ lòng cho ai được đó nha. Thì mình đâu có nói Ngọc Lan gỡ rối tơ lòng đâu. Mình á, là mình chỉ muốn Ngọc Lan góp ý cho mình làm gì và làm gì thôi. Thôi được rồi, chuyện sao nói nghe coi. Chuyện là vậy. Mình và một người bạn trai đi vũ trường. Anh ấy mời mình khiêu vũ. À, xì lâu mùi phải không? Rồi sao nữa? Trời ơi, nói ra mình mắc cỡ quá. Tại sao mình lại dễ dãi như vậy? Anh hôn mình mà mình lại để yên. Đã vậy lại còn hôn lại, nồng nàn y như trong phim vậy đó. Nè, Lan nghĩ hai người mà yêu nhau, hôn nhau là chuyện bình thường mà, có gì mà phải băn khoăn lo lắng vậy trời. Thì biết vậy, nhưng mà đó là lần đầu tiên ảnh mời mình đi chơi. Ủa, đồng nghiệp trong cơ quan hả? Không, ở bên ngoài. Ê, tôi có biết anh chàng đó không? Không. Thì không đó. Mình không hiểu sao mình lại dễ dãi đến như vậy. Lẽ ra thì phải hẹn hò vài lần rồi mới xảy ra chuyện đó chứ, đúng không? Bà cụ ơi bà cụ, bà có biết bây giờ là thế kỷ thứ bao nhiêu rồi không? Thế kỷ bây giờ là 21 rồi trời ơi. Tụi đàn em của tụi mình á hả, tụi nó đánh nhanh rút gọn hơn nhiều kìa. Nhưng mà tôi bất ngờ quá. Còn mình á hả, mình thấy anh chàng bạn trai của Khánh hay đó nha. Táo bạo, quả quyết, sôi nổi, có bản lĩnh đàn ông đó. Bữa nào trình diễn cho mình nghía cái coi. Không có dám giới thiệu cho Ngọc Lan đâu. Anh chàng đó mà thấy Ngọc Lan á hả, là muốn hôn liền á. Cho nên á, là mình phải giấu kỹ, chứ để lơi lỏng á hả, là mất tiêu liền. Thôi đi. Ê. Hôn chắc sướng lắm ha. Thôi đi, giúp người ta không giúp, còn chọc nữa. Biết vậy không hỏi đâu, không có được gì hết. Sao không được gì? Nghe thầy phán nè. Thầy nghe nè. Nè, thầy thấy là nữ yêu người nam đó rồi đó. Yêu? Nếu mà lần sau á, người nam đó có hôn nữ nữa, thì nữ có nhiệm vụ phải kể lại cho thầy nghe, để thầy góp ý gỡ rối tơ lòng cho. Thầy thích nghe mấy vụ đó lắm. Hay quá ha. Ê, tối nay đi vũ trường đi nha. Không được đâu, bận việc rồi. Vậy mà đi nhảy với anh chàng đó được, đúng là có trai bỏ bạn. Không có phải vậy mà. Anh Tài, em thấy anh ra là em mừng rồi. Mới có mấy bữa mà anh ốm quá, em lo lắm. Anh có khỏe không? Thôi, anh em mình đi kiếm vàng đi. Kiếm gì ạ? Dạ. Anh lên xe đi. Khánh à, việc em quen luật sư Vĩnh Kỳ và yêu cầu ấy không có gì là sai trái cả về mặt đạo đức, khiến cho em phải day dứt về mặt cảm cả. Đúng ra mối quan hệ giữa em và Trần Minh trước kia mới khó xử. Anh chị đã định nói với em nhiều lần, nhưng mà sợ em buồn. Và đặc biệt anh nghĩ là Trần Minh sẽ có cách giải quyết ổn thỏa, nên ngày qua ngày rồi thôi. Em yêu Trần Minh là đã tự chuốc lấy bất hạnh vào thân rồi, không hề có lối thoát nào cho em hết á. Hồi đó em cũng biết vậy, nhưng có lẽ động cơ để nung nấu cho tình cảm giữa em và Trần Minh là lòng trắc ẩn cho hoàn cảnh đáng thương của anh ấy. Khi anh ấy mất đi, em tưởng là mình không thể nào sống nổi, nhưng rồi em cũng vẫn sống, vì
còn có ba mẹ, nên em phải chăm sóc. Và bây giờ còn có luật sư Vĩnh Kỳ nữa chứ. Bây giờ em chín chắn hơn và không thụ động trong tình cảm nữa. Nhưng về mối quan hệ của em với anh Vĩnh Kỳ thì em muốn hỏi ý kiến anh chị. Em nói đi. Em nên nói hết những vướng mắc còn tồn tại trong lòng của mình chứ. Lẽ ra ba mẹ cũng có mặt, nhưng mà bây giờ ba mẹ đã lớn tuổi rồi, nên mọi chuyện anh sẽ thay thế. Ba mẹ và anh chị lúc nào cũng lo lắng cho em và cầu mong cho em có một cuộc sống hạnh phúc bên một người chồng thật sự tử tế. Em cảm ơn anh chị. Em chỉ muốn hỏi anh chị một điều. Nếu như em yêu anh Vĩnh Kỳ nhanh quá thì liệu điều đó có vội vàng quá không? Chị nghĩ là không. Em đã biết đến Vĩnh Kỳ từ lâu. Hai người đã nhiều lần gặp mặt. Gần đây lại làm việc sát cánh cùng nhau nữa. Thì chuyện phát sinh tình yêu cũng là điều dễ hiểu thôi em. Thời gian không phải là thước đo độ đậm nhạt của tình yêu đâu em à. Vậy không phải thước đo thì là cái gì hả chị? Là gì hả anh? Nói cho Xuân Khánh nghe đi. Về chuyện này á thì anh cũng đang định hỏi em nè. Về mấy món này á thì anh dốt lắm. Anh đâu có nhiều kinh nghiệm đâu. Bởi vì trước sau á anh chỉ có một bà. Còn em thì sao? Em cũng chỉ có một ông này thôi à. Em dám hả? Vậy hai người cũng như không à. Nói cũng như không à. Anh em nói gì mà vui quá vậy? Mẹ. Mẹ. Chắc chê tôi lẩm cẩm nè. Không cho tôi nghe phải không? Dạ đâu có đâu mẹ. Nãy giờ anh em tụi con á đang bàn chuyện để kiếm rể quý cho mẹ. Anh hai. Dâu Thảo thì mẹ đã có rồi. Bây giờ chỉ cần có một chàng rể hiền nữa là nhà mình sung túc và vui lắm á mẹ. Đúng rồi đó mẹ. Ủa sao thiếu? Có rồi mà. Có đâu? Có hồi nào đâu mẹ. Thì cái thằng luật sư Kỳ Kỳ gì đó. Ý mẹ nói là luật sư Vĩnh Kỳ á hả? Tên đầy đủ của anh ta là Trần Vĩnh Kỳ. Mẹ nhớ rồi. Vĩnh Kỳ, ba mày duyệt rồi mà. Nó làm cùng nghề tư pháp với ba đúng không? Dạ. Dạ. Ba. Ba. Mấy đứa làm gì mà ồn ào quá, ba ngủ không được. Ba, anh Xuân Vinh á với chị Yến á, phải đặt cả chồng cho con á ba. Có tôi nữa đó ông. Còn bà nữa. Bà đúng là ham vui. Tại sao bà ra đây mà không kêu tôi, để tôi nằm một mình chèo queo trỏng vậy? Mẹ con tôi á tính gả Xuân Khánh cho đại quý Sâm, ông thấy thì sao? Chẳng sao gì, tôi chỉ có một thằng rể thôi. Nhưng mà là ai? Tôi đã nói rồi, rể tôi là luật sư. Còn tên gì á, bà hỏi Xuân Khánh á. Má này. Được rồi. Mà giấu nghẹo em hả? Thôi ăn lê đi mấy con, ăn lê đi cho mát. Nhìn gì, ăn đi cô nương. Bé là thằng Tài, đàn em của lão Kim Ngọc bị công an bắt. Dạ, chào hai chú. Nhưng không khỏe là mấy ngày sau á, nó được công an thả ra. Ai cũng nói lão Kim Ngọc á có ô dù bên trong, cho nên mới được như vậy. Hai chú lên đây chắc có chuyện gì hả? Thằng Tài nó về á, thú thật, tôi lo lắng quá. Đúng rồi. Nó đi khoe khoang khắp nơi, nó thách đố ai dám đụng tới nó. Nó thấy người đó nó sẽ trị tới cùng luôn. Thành ra tôi hoang mang quá, không biết có chuyện gì xảy ra không nữa. Hai chú cứ yên tâm, họ làm gì là chuyện của họ. Việc Tài được thả ra có thể là do bên điều tra chưa đủ chứng cớ để truy tố hắn. Nhưng việc Tài bị tạm giữ, đó là lời cảnh báo cho bọn họ. Chắc chắn chúng sẽ không dám coi trời bằng vung như trước đâu. Nhưng sao tòa lâu xử vụ đất đai của tụi tôi quá hang? Hay là họ quên tuốt luốt rồi? Người ta nói lâu vậy á, coi chừng hồ sơ của mình á bị lạc mất á nha. Hai chú cứ yên tâm đi. Hôm qua cháu có liên lạc với chỗ bộ phận tiếp nhận hồ sơ. Họ cho biết vụ này sắp xử rồi. Dạ. Dạ. Cũng có thể sớm nhất là tuần sau. Hai chú chuẩn bị ra hầu tòa nha. Dạ, tôi chờ đợi cái ngày này từ lâu lắm rồi. Tôi nghĩ thế gian này cũng có công lý chứ. Dạ. Tôi cũng nghĩ vậy. Dạ. Tôi tin chắc vào thắng lợi của lẽ phải. Dạ.
Dạ, vậy tụi tôi về nha. Dạ. Dạ, gặp luật sư xong dạ. là tụi tôi thấy yên tâm à. Không có lo lắng gì nữa hết á. Dạ. Dạ thôi tôi dạ, về. Dạ, hai chú về. Dạ, hai chú về mình giỏi nha. Chào cô Nhung. Dạ, hai chú em về. Em chuyển hai chú về.